Chào bạn nhé. Cái gì bạn? Mầm. Bạn cái gì đó? Mình thèm đúng không? Mình cũng thèm. Mua gửi với mình vậy. Ừ đúng rồi bạn. Mua rồi gửi cho mình đi bạn. Mình không biết dưới đây rác quay vào tới không ta. Mình cũng muốn mua. Bạn là mình nhớ cái gì sao bạn? Gốc 2 giờ của bạn không? Ừ mình chưa xin mà bạn đừng có liên hoan xác thịt gì mình á. Bạn liên hoan xác thịt là mình khóc á. Xem này đâu có đứa nào đam hơn bạn đâu. Đây phong nó đẹp thiệt các bạn. Xem này thằng Sán đâu hả? Ờ thằng Sán có rồi, nó hơn mình. Qua đánh con của bạn nè. Đá con của mình sau cùng nha bạn. Rồi bạn đá con của mình rồi. Về con của mình đây. Để Sán tự thử ha. Thôi mà cứ đá đi. Ba đứa ra đánh mini hết rồi chứ không có tranh ở đây. Sợ ông tranh vô ông không phụ thôi bạn. Thành là tiêu rồi. Bạn cái đá hai máy đi. Ê, bạn đá đi, bạn đá đi. Mình sợ không có ai giúp thêm. Xem cũng đâu yếu lắm đâu bạn. Tại sao lại là đá con giữa? Chết mẹ rồi. Rồi mình sánh luôn chứ có mình sánh thay dài mà. Thôi quá mình chạy qua đây kìa. Không. Không nó biết luôn không chứ cái tem này của mình nó tay dài mình nó luôn được mà bạn. Rồi mất một con. Mình xin luôn nha. À, thôi mình đế mình xin được rồi. Không không mình vô không được. Bị văng rồi bạn. Cái con nó chết là mình văng. Kịp không? Ủa? Phải có hai đứa kia vô chứ bạn. Quạt. Không. Mình chơi đét bạn ngu, mình cũng không cho bạn liên hoan xác thịt đâu, mình chết á. Ủa sao mình ta? Bạn ơi, sai kịch bản, sai kịch bản. Ủa, đá mình không ai cứu bạn ơi. Đá mình không ai cứu bạn. Mình vô nha. Mình vô đó. Để quan tâm. Mình vô đây.
Phong nó hồi đèn nhanh vậy. Mình vô rồi đó, ai chịu vô mình không biết nha. Kêu kêu hai đứa kia vô luôn đi bạn. Mình sẽ nấu luôn thiệt. Gì vậy? Bắt đi cọt luôn à. Yên bình quá, không có máu mình chữa yên bình quá. Yên bình quá mình chữa không nổi. Không, máu mình lên thành phố rồi. À, không, ừ, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Không có. Bỏ máy tính cũng được mà lên trên nét được mà. Đấy. Không, chỗ xa tụi nó cũng không biết. Nếu mà đang nằm nhà mình đang ngủ trong đó luôn. Thì thường thường là combo đêm rẻ lắm bạn, ngủ đó cũng được nữa. À, combo đêm rẻ mà ra đó ngủ như ngủ sạch luôn còn gì nữa, vừa máy lạnh vừa máy tính. Ây da, mất con chim này. Ngày xin chia ra cái tay thì mày mới. Chắc là xanh không luôn là đi là đá từ từ hả bạn. Hay hay là để mình luôn. Tại à, sáng nó cũng chạy qua nó đánh con kia rồi. Ừ, mình luôn là mình chết. Mình luôn là nguyên con nằm sấp á. Mình có đi bé đâu mình lo, nhưng mà mình sợ mà mình nguyên con nằm sấp thôi. Đấy, mình sợ là mình dễ. Má con xin ra khuyên đi cho con nét nó được mua. Con khuyên ra xin là con nét được mua. Xe xe đây là. Rồi chừng nào bạn lo vô. Bây giờ lo ra tiếp đi bạn. Ra thôi đừng vô nữa. Mình còn chưa đa liên đét nữa. Sáng giờ máy tính mình từ tắt 2-3 lần rồi đó. Máy tính luôn, máy tính nó tự tắt. Mình cũng thấy nó tắt 2-3 lần rồi. Giờ mình không có dám để chân lên cái bàn nữa. Mình sợ mình lỡ mình đụng cái gì đó thì sao. Không không, ý mình là cái đồ gác chân ở dưới cái bàn á. Thường cái bàn. Ừ thì đó là cái bàn, nó là cũng là một phần của cái bàn. Lên bạn, ừ. Lên dưới bạn. Nếu có gì đâu, được đến. Nếu có gì đâu. Bạn vô tầm lòng đọc lại trên cầu của mình đi. Người thì thầm chứ. Này nghe ngầu hết còn gì nữa.
Em này toàn tâm toàn ấy đánh mini luôn. Bà có một tem tuyệt vời. Bạn thích thôi nhưng mà mấy đứa kia mình sáng phong đâu cho bạn liên hoan sát sạch đâu. Sáng hay liên hoan được, mình với Phong thì kiểu Phong có đi ô mà. Đang chơi mà hơi máy giặt anh ơi. À không, nó đang chơi máy giặt, nó không nổi đâu. Nó không nổi đâu, máy giặt thì nó không nổi. Mình em không dám lua đâu. Ờ kìa, nó nhìn thế nào không biết nha. Nó ra sẵn rồi đó. Ủa, thành quá. Nó đá từng đứa thôi bạn, đá từng đứa thôi bạn. À, bạn đó, bạn con xa xa này phải không? Bạn con này phải không? Để mình giúp. Rồi mình về kia đây. Đó, nó sáng lướt rồi mà. Tao quấn lướt thì tao lâu rồi, tao lâu cái đường kêu. Xa và xa hơn nữa. Câu xin tháng cái này dễ hơn đét nhiều luôn. Biết rồi nhưng mà sao tự nhiên có 5 cái. Trong đây em đắp 6 con. Nè đây 6 con. Mình cứu bạn. Con nắm gục mà. Với lại Phong có kèm thêm một con nữa mà. Mình chèn 1, Phong chèn 1. Đi được. Nó quay quá tụi mình đó mẹ. Cái máy giặt nó sấy chó con mini luôn. Vô trừ luôn đi, vô luôn trừ luôn đi. Máy giặt nó chói mini đứng chỗ luôn. Hana ơi, tại sao nó luôn luôn nó đấm bạn mà nó quay qua đấm mình cái vậy? Lần nào nó đang đánh bài nó cũng quay qua nó nghĩ mình cái vậy. Sao em lại top 3 vậy? Em chỉ có chói thôi. Top 3 đi. Anh lên top 3 đây chứ, em chói không à, có đánh boss đâu. Lúc mà 5 mét. Mà bạn con giấu là cái gì? À, anh đang mang bản Gaga. Nãy giờ em quên đổi bản sao cho thấy nữa. Nãy giờ đây cầm bản của Lee Sin đó. Bậc thầy đỡ đòn cộng nổ bỏ mẹ đi. Ứng con Sin xấu quá không có nào cộng mấy á. Ứng Sin xấu quá rồi. Chơi nhau nhau. Có dẫn đồ ứng thì dư, tại ngày nào mình cũng đi lão la hán mà. Thôi vậy hồi vô cầm đi ô đánh. Nhưng mà cái ứng thì nó ra không có đẹp. Như là việc nó cộng nộ cùng khỏe sao cứ ứng nộ hoài đéo hiểu. Vô đi Phong ơi. Đi ô đánh mày đi nhanh hơn. Đi ô đi với anh đã có món nào đâu mày đè cho anh. Thôi kìa nào, bỏ ra ra. Bỏ cái tay ra. Bỏ cái tay ra không có liên quan. Bỏ cái đồ đi nha. À rồi, mắc đè luôn rồi. Đang tôn đứa nào trốn vô vậy? Ủa đang còn lâu. Đang tôn rồi còn đứa nào đó. Chưa đổi. Giờ mất đè mẹ rồi, đang bấm lóc, đứa nào tuôn vô nó thành cái chói luôn. Không phải anh không biết.
Để cho nó mày. Đấy, mình hết xăng rồi. Xin gấp coi. Xin đấy, có đấy. Mà. À, ok ok ok. Chạy ngoài chói nó. Chó nè, chó nè, chó. Ờ chó đâu có làm. Chó đứng yên nè, chó đứng yên nè. Ủa em thằng hả? Hana lát đầu mà nên em có đam đúng rồi. Cái con kia nó tinh tinh hoài nhìn thấy ghê quá à. Trời ơi, quay chó vậy á. À, không đứng yên nữa, tôi nó được rồi. À đù. Rồi, nó hộp không ơi, người cứu rồi. Rồi, nãy mất cái đè rồi. Đang bấm lắm mấy con quái, đứa nào tuôn cho nó là cái chói luôn. Buồn lắm. Mấy em nữa là tuôn nè. À chị, em mình còn chưa tới mình tuôn cái gì vậy? Mình chả thiếu sao mà bạn. Mình đang coi bạn có dấu mà. Điệt mẹ con dấu khổng lồ nha, mình còn cay nha. Bữa nào mình cũng phải làm mấy con dấu cho xin á. Mình đang chờ mua show bát đây. Gì? Ừ, mình đang chờ mua show bát đây. Tại mua xong thì mình có 5 Bohalan. Tuần sau chắc là mà chô cũng chót quá. 5 mảnh Bohalan tăng được tí máu. Ờ, mình có 2 mảnh thế rồi. Đừng liên hóa xác thịt như vậy. Cái thằng Phong nó cứ vậy đi nhanh hơn không? Ôi kìa. Không ai thôi. À, cái đó tại sao bạn hỏi tụi mình? Thôi thì ít nhất đây là tầng 6 mà còn sống được. Ừ. Ừ. Anh hỏi bạn. Góc cuối là của em mà. Cái gì? Góc cuối là của em mà. Góc cuối góc này là của em nhưng mà cái góc phục là của anh. Trời anh. Má trồng cảm nghe trồng cảm không? Mày thấy mình vô của bạn hả? Thôi vô cái máu nè. Là chỗ nào đây bạn? Ông cũng vô được đéo. Vô rồi. Được hả? Lướt hụt. Lướt không tới đó là lướt hụt. Nhưng mà khác cái vấn đề là nó khác nhau nha bạn. Ừ, kết quả nó giống như nhau nhưng mà thực ra nó khác nhau. Bạn đá còn giữa. Mình con.
Bạn là cái con cuối cùng phải không? Không kịp rồi, tuổi. Tuổi. Nó chết mẹ rồi. Vô sống rồi. Nó nói chết rồi bạn. Mới tầng 6 hả? Mà tin mình là bằng lú bây giờ không? Không. Thì làm bé gì có alo á? Hình như nó cũng đang mắc bạn luôn hay gì kìa. Rồi, bạn bật là mình khóc đó chứ không phải nó khóc đâu. Không ơi, vô với anh không ơi. Thật, đang thấy nó đang liên hoan sắp thịt lên đầu bạn đó. Muốn vô cầu á. Nó đù. Đấy. Vô đi bạn, vô đi bạn. Vô lại cho mình lười. Thôi là mình lười bùa lắm. Thật nó nhảy vô đầu không? Nó nhảy vô xó. Nó cứ nhảy vô đầu không? Chán cái đánh hệ ba trong đó nó cục chân mà lướt được. Sao hệ ba lại cục chân? Anh nghĩ cái kháng thôi. Cái kháng chữ E. Mày dùng E để kháng đi. Gì mày dùng Q để kháng hả? Chứ quỳ 24 giây nè anh. Đéo có lướt. Bỏ cái định nhé nha. Thôi hồi cho nhánh 1. Không ơi, không phải nhánh 3 không ơi. Nhánh 3 hả? Không biết nữa. Họ 2111 hình như là 2111. Combo là cái gì ta? Combo là 1144. Tát. Một một sau lưng nha. Ừ. Một một bốn bốn là sau lưng. Còn 1344 là trước mặt. 1344 không? Là trước mặt á. Ốc Amor tap lên chặt. Ôi sao lướt rồi nè, mình dùng lướt rồi. Ngạc nhiên chưa? 1344. Rồi tap lên chặt. Nhìn chém luôn quá luôn. 34. Bạn ơi, mình thấy còn nó còn chém yếu hơn con xin 2 nữa. Xin 1 đi. Xin 1 trong này dễ đánh. Xin một khóa hấp chảm là xong rồi. Ngồi đây thì phải ta chết thôi. Vì mình không có chơi xin 3, mình ghét xin 3 mà. Em có chơi xin 3 đâu, em chơi xin 1 mà. Tại sao mình lại hỏi một thằng xin 1 thì xin 3 ta? Em chơi xin 1 mà. Đó giờ là vậy. Thôi để đổi hơi băng đây. Gấp trước đi. Tại vì đè nó dễ đánh hơn.
Giờ đè cho nó chết luôn nè. Ờ, sắp chết. Vậy hồi đè trước. Rồi, ông lại tắt máy à. Chắc lại đá cho anh hùng CPU rồi. Nó chơi 21 đi. 21 nó kết hợp với hệ máy giặt và hệ 3. Phút vai được cái cơ động hơn hệ 3 tủ á. Tụ nó không vui nha. Đó. Đủ máu không vui nha. Cái về trưởng. Ờ, mày tắt máy luôn rồi. Đi, bảo trì máy đi. Không, nó nãy nó văng một lúc đó. Ờ, nó vô lại, nó tự vô lại đó. Ý là cái máy nó tự tắt. Nó bình máy nóng quá hay gì đó. Không có nóng mới thở sáng sớm, sáng sớm nó đã bị rồi. Không, không, mày sợ là nó không có nóng. Nó nóng như trên vậy đó. Dưới này thắng hơn nhiều. Phá nhiều hơn. Coi chừng giống vết đó, cháy cạt đó. Quan trọng cái server quanh kìa nóng không ấy. Không. Ấm ấm. Nó ấm ấm kìa, là nó nóng. Không, không, không nói nổi gọi là nóng lắm nhưng mà. Không khoan, cái này phải khóa kêu xích để mất công rồi, mệt đó. Kêu xích đi. Là tối rảnh mình coi. Có càng hả? Để mình mở lên. Kho thêm à. Này bạn. Không. Nhiều ta. Có bằng tình yêu gì hy vọng. Đi năm rồi nó lại không bắt đồ. Anh đây cần đồ. Ổng cần đồ. Nó cũng chưa có đồ. Thằng Phong nó cũng chưa có đồ mà. Có rồi nha. Một thiếu món tí thôi. Có rồi, một món được chưa? Em có hai món rồi. Chuyện hả? Dây chuyền là ở đâu? Ở chó nha. Thiếu một cái rất là quan trọng nè, thiếu ba cái kiếm nữa. Em sắp có lục thần kiếm rồi đó. Rồi đi sáu dễ ra đăng hà hơn. Có gì thì đỡ, đỡ mua. Em có tam kiếm rồi đó, gắn kiếm ba cây nữa. Thằng sáu nó còn tới một tuần nữa kìa. À, có gì? Còn có năm mấy tên à? Đó. Nó làm gì nó vội đâu? Mình còn không, em còn không vội thì sao nó vội? Đó, nó có gì để vội đâu? Em chạy tèn tèn thôi. Không đủ lấy tinh đăng hà đổi. Không, không, mình đếm này đó. Không, đánh không được. Đánh hình một, nhánh 1 đi, trong đây nhánh 1 dọn quá nhanh hơn. Tôi đợi biết bao lâu rồi, thấy ngập lẫm nhánh đang quay. Hôm nay nhánh 1 dọn quá hút máu nhiều hơn, sướng chết. Không, thì chắc là không.
À, đi 6 có gì rất đăng hà dễ lụp hơn nữa. Rất em chèm 3 cái kiếm hả? Gì? Cái cây đăng hà bạn, chứ mình không có nói là cái đăng hà. Mình đi mình chủ yếu lấy đăng hà cho Kim mà. Mình mà có được cây đăng hà là mình đổi đời đó bạn. Tự nhiên nói không có đâu thiệt. Một đánh sướng thiệt. Sao tôi hút vai con này nhờ? Nó không đánh mình sao mình hút vai đó. Nhanh chí ra sao nhé, gì ra gần đó nhé. Có thấy 2% không? Đấy, vừa hút đấy. Chỉ nhanh 1 là điểm huyệt cho team được. Rồi liên hoan với nó đi. Còn mình thì mình sủi thôi. Đấy mình đi cho team được không? Phút vai. Mình đi cho team. Mày ơi. Không ơi, help me. Help. Ừ. À, thôi khỏi đi, thôi đi. Anh tự lắm, anh tự vào luôn. Ừ. Phụ Hana đi. Anh tự lắm, anh tự vào. Thôi ba sao? Ủa, mà sao chưa qua đây vậy? Thấy gì vậy? À đủ má, nó nhảy đầu mình. Chưa. Nhảy đầu mình nè. Mất thế mà. Nè nè, hút vai nè. Đợi có nhiêu. Nè, mà nhảy đó thôi. Dạ kìa. Trời, hôm qua 180 cái cũ kìa. Sướng nha. Hôm nay vừa ra giam không ơi. Đây đây đây, mình cứu đây, mình cứu đây. Mình vô rồi nha. Đấy, mình không biết. Nó mình vô có mình hả? Mình đâu biết à kìa, thứ gì đâu. Đấy, mình chưa vô liền thì sao sắm nó chỉnh được. Đây gọi là IV đi. Mình thông minh không? Mình chưa vô rồi sao sắm nó đổi được. IV vô cực.
Để ông làm việc đi. Không, hôm nay đứng nhìn kìa. Hôm nay đứng nhìn kìa. Hôm nay đứng nhìn kìa. Không giống mình chém rồi, không giống mình vào. Có người bị cướp. Có người bị cướp quá. Mình nhìn bạn, mình nhìn bạn rất nhiều. Ngoài xếp gì ngoài? Ngoài xếp gì ngoài? Thường thường chủ nhật đông lắm mà ta sao nay giống que vậy? Nó còn leo lên bàn ngồi nữa, ngoài xếp gì cháu ngồi. À, anh cà đét đâu? Về quê rồi đâu? Dạ. Thế ba có xu? Anh theo kìa. Đi chị em ơi. Mày thấy phải lên xe ngậm cái đó mới không bị say mày ơi. Bốn bốn phần trăm đi này là đi nó còn có 50 tên nó vội gì trời, mỗi ngày được 10 tên mà dư sức kìa. Em đi không có gấp đâu. Kiểu giờ mỗi ngày đi 10 tên cũng đủ mà. Dạ. Để trước nha. Quay ăn gì ngoài? Ngoài để tôi lạnh đi. Ơ chết mẹ mình. Thấy mẹ rồi. Mình đang chỉnh qua, mình đang chỉnh qua xin kia chơi thử mà mình thấy nó phế đấy. Được bạn ơi. Rồi mình về bắt đầu đó. Anh ơi, cái đó là em đi kết cho nó, em mà hất tung heo chắc vui lắm á. Em bay theo luôn hả? Tao em bắt heo, động theo nó mà anh đánh cái là xong. Ê nhưng mà con công nhận là con này chém 4 lúc đầy máu thiệt, nhưng mà khó đánh quá. Mất giá kìa bà. Xin nó cái đi có đèn hả? Thôi nhá, bỏ cái lệnh kêu mình chơi đánh bay nhá. Anh bán độ cho ai đầu cắm? Bỏ cái lệnh kia mình chém ba đi, mình để đánh được. Kè, trả lời đi. Còn những người hơi vá đồ không à? Yeah.
Đấy, hãy để mình yên, mình chơi tránh hai đi. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, tuyệt vời, tình cảm lắm. Bạn nghe có một thằng, bạn nghe chuyện không? Có một thằng newbie nó bảo là xin ba không cần cọc chí mạng và nó quyết định để chí mạng 20%. Và nó bắt đầu tuyên truyền cho những thằng newbie xung quanh là xin ba không cần cọc chí mạng. Ừ rồi, không chí mạng là đam ở đâu? Thì đấy. Thế mới hỏi là nghe chuyện không? Nhanh kìa. Đánh cả buổi trời xong tự nhiên hất tung mình. Rồi, được 4% rồi đó nha. Được hai cái thúc vai đó nha. Nắm lên một chút. Lúc nào? Các bạn bị đóng đá rồi. Ủa không luôn hả? Lùa đâu, đấm nó luôn rồi. Nó đồ lừa đảo. Cút vai nó hai cái nó gãy mẹ rồi. Hana lừa đảo. Anh chị bạn. Mà không dám hả? Không em. Không. Gì? Làm gì? Làm việc đi. Có không mời tốt bùa làm đấy gì? Ok, cái này nó hơi sai sai. Cặp cái này. Ok, hai lần. Đang giúp mà. Ủa nhớ tên đầu đi nhanh lắm mà. Rồi chết luôn. Rồi hôm chết luôn rồi. Ờ chưa hên. Đang có liên hoan sát thật ở đây nè bạn. Đó. Ôi, nó trả kìa. Nó trả kìa. Nó trả nhưng mà trả hơi sai. Má. Nó trả ngay lúc đá. Nó trả.
bạn kêu thằng Sán đưa cái đó cho mình rồi mình sẽ cho nó đi năm. Cái gì nó cá nó thì lười vừa vừa lắm á. Thôi mày lâu ham đi. Giỏi chưa? Không được, con đủ không được. Luôn nữa hả? Thế vậy. Thế vậy. Không có đừng đánh cục sạp với mình. Thôi, có mang đâu. Không. Sao vậy? Đúng tôi đi tiếp tục. Thế thì mình cũng có giận xong rồi tổng tư tôi cách tôi phải thử. Thì từ sáng mà nó cứ là 2 chấm mấy rồi. Nè rồi nhà đó. Ừ. Mấy đầu cát hết nguyên. Có cái đầu 5 chấm luôn rồi. Ở lên thế lậu, ở cái thấp dưới mà lên 2 chấm mấy 3 chấm rồi. Sao sao. Mới có cái bà tà luôn á. Đầu trên 3 chấm. Còn dưới mà lọc 2 chấm tấm mấy. Con này chắc mình nó full 16 thôi đó rồi. Mình đổi qua 12. Đây đó, mình có gì ấy, thì mình đổi 16 thôi mà. Em chắc ướp nhẫn khuyên 20 rồi đổ qua luôn. Còn kia để sau. Mình có 2 món 20 rồi. Không có xin, mình ý là mình chỉ ướp nó lên 16 thôi. Mà lấy nó dây kia 12 là đủ rồi. Đủ sai rồi. Dạ, thì anh đi thôi. Em bước 2 muốn 20 luôn, khi nào ra ghi mới thì tính. Nào ra dây chuyền với vòng tay mới thì tính. Tính sao? Mà thấy không, một con người gọi là tuyệt vọng đó. Mình cũng gáy nha đó à, mình tắt gáy rồi. Không, mình cũng gáy được 41 mét á. Gáy, đúng rồi. Gáy. Anh ơi, nhìn top 1 đam em kìa. Nó là cái áp chế đó. Ngạc nhiên chưa. Nó là cái chối đó. Sáng ngày tức quá, anh chết. Giờ cái máy giặt nó sấy còn hư cái chói nữa. Ê, chứ không nó đánh chết đánh được. Hút cái đam mà, hút cũng cái đam mà, nó đang ngồi thiền. Nó đang bò thì nó cũng hút cái đam, nó cũng đam chết mà. Đá thì mỏng tình thần. Không. Cái đó là đá thì mỏng tình thần thôi.
đánh con hai giùm đi con ba ga. Nó cái mà tăng hạt nó đá không dính mình. Đá xuyên người mình luôn rồi. Ừ mình né qua bên, nó đá cục kia mình né qua bên. Cái line mà hả? Phụ né tránh luôn. Tăng hình nó còn cầm né tránh nữa chứ. Tăng hình được thêm 15%. Tha hồn mà né. Thằng sáng nó nằm. Có để ý không? Ở kìa, nãy tự là bắt lên. Rồi, tối, anh lấy cái lẻ thôi. Nãy tự lừa bản thân nhé. Đâu, nãy mình đều cũng đâu quẳng, nãy mình đâu vô cồng cũng đâu quẳng. Thử thì mình không biết nha, nãy mình không vô mà cũng đâu quẳng. Nó lại nhảy ngay đầu mình. Bạn ơi tổ quật nó rồi. Mình tốt rồi. Không phải mình. Thằng Phong đó. Vậy em bị nó tuôn như mỏm. Em vừa rác xong em dùng chiêu khác để rác luôn đó. Nhưng mà vẫn bị tuôn là sao? Là vậy đó. Nó chiêu đó 3 trong 1 đó. Vừa lao vô vừa kháng vừa rác đó. Mà vẫn bị tuôn. Thằng 8 giờ phát nữa là xong rồi đâu cần. Quần sao kìa đổi cho sáng đi. Thằng 8 nó lấy của mình. Nè, tên trước nó lấy của mình, tên này mình lấy của nó. Phục thù thành công, nhưng mà vẫn đau. Vẫn đau, đau lắm. Sao nó rồi? Lâu quá, nó là gì kìa. Đi về gấp cái gì trời. Nó còn bao nhiêu nữa mà nó gấp mình cũng không hiểu lắm. Còn đi gì nữa không? Không, còn ba đứa đi gì? Đi chó đi. Mày biết mà, mình clone không? Chưa. Mày biết mà. Mà nó còn có 50 tên nữa à, nó còn đi nhanh hơn mình với Phong nữa. Mình đây em còn không, trăm mấy không tên. Đấy. Nghĩa là mình với anh Phong, mình còn anh Phong còn trăm mấy tên mà chưa dội nữa. À đi chó đi, kiếm dây chuyền nốt cho nghỉ. Chó thôi đủ, nó thôi đủ rồi. Bạn ơi, mình cầm con xin đó, mình đâu có cầm bếp đâu. Đánh được. Chắc được.
Cho động lái thì vui. Mặt sủi luôn. Chắc vậy. To đấy bạn, to to đi tối mình.